Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tony Phùng. Nếu như các bạn để ý thì mình cũng chuyển qua studio này được khoảng tầm nửa năm rồi đấy. Mình chuyển ra từ tháng 3, bây giờ đã tháng 8 rồi mà. Và trong suốt nửa năm vừa qua thì mình vẫn phải suy nghĩ trong đầu một câu hỏi, đấy là làm sao có một cái camera an ninh nó vừa thông minh, nó vừa phải nét, nó vừa phải thu âm thật rõ, mà quan trọng là nó phải cảnh báo được cho mình kịp thời khi có kẻ lạ xâm nhập vào cái studio này của mình. Nói cho đúng ra thì để mà bảo vệ cái khối tài sản với rất nhiều thiết bị rất là đắt đỏ trong cái studio này của mình, mình suy nghĩ lắm, chưa tìm ra một cái sản phẩm nào thực sự hợp lý, cho đến khi xuất hiện cái mẫu camera mà mình muốn nói trong cái video ngày hôm nay. Đó, đây là EZ Vid C3X. Nó là một cái camera thông minh, có thể nói rằng đầu tiên trên thế giới áp dụng hai con mắt. Đó. Nó có khả năng ghi hình vào ban đêm và ghi hình màu luôn, cũng như rất nhiều tính năng thông minh. Và đây cũng là một trong những thiết bị đầu tiên trên thế giới áp dụng cái trí thông minh nhân tạo AI vào camera an ninh. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem nó có thứ gì thú vị, bởi vì nó phục vụ mình trong thời gian vừa qua tốt quá nên quyết định phải làm video chia sẻ luôn. Và ngay, nó có gì? Bắt đầu kỹ hẳn nha. Đầu tiên thì mình cứ phải nghĩa qua một chút về cái ngoại hình của em nó chứ nhỉ. Đây là cái loại camera gắn ở ngoài trời, thế nên là thiết kế của nó sẽ hơi ngầu. Và tiêu chuẩn kháng nước IP67 thì cũng có luôn. Và điểm đặc biệt ở phía mặt trước các bạn có thể thấy đó là cụm camera với hai ống kính. Mà theo mình tìm hiểu được thì một ống kính sẽ ghi lại những hình ảnh thông thường, và một ống kính sẽ ghi lại những thông tin màu sắc vào ban đêm khi mà nó thiếu sáng. Sau đó camera sẽ dùng AI để mà ghép nó lại thành một đoạn video có đầy đủ màu sắc và chi tiết lên thì rất là ngon. Quan trọng là nó không cần đèn trợ sáng luôn. Xịn chưa? Thiết kế của con camera này thì còn nổi bật nhờ hai quả dâu siêu chất ở đây. Nó được gắn ở ngoài trời mà các bạn cũng biết thì ngoài trời thì nó rất là xa cái cục router wifi. Và đương nhiên khi có hai cái dâu này thì nó đủ sức là cân hết luôn. Đây là một cái chi tiết xịn sò thực sự. Và kể cả nếu như các bạn có muốn đi dây mạng cho cái camera này với một cái đường truyền mạng ổn định hơn, thì ở đây chúng ta cũng hỗ trợ luôn cả jack RJ45 để giúp các bạn có thể kết nối mạng ổn định. Và rõ ràng đây cũng là một cái tính năng hữu ích để giúp các bạn có thể khiến cho cái kết nối của cái camera này trở nên ổn định và yên tâm hơn. Giờ nói về chất lượng hình ảnh và cái sự thông minh của nó đi. Các bạn đang được xem file hình ảnh được ghi lại từ con C3X đó. Và chất lượng file ở mức Full HD luôn, quá nét cho một cái camera an ninh. Góc quay thì cũng rất rộng, đủ để bao quát trong nhà hoặc một khoảng sân rộng ở nhà bạn. Thêm nữa là nó có khả năng thu âm cực kỳ rõ ràng. Mình khá là bất ngờ với quả micro tích hợp của em camera này. Khoảng cách bây giờ khá là xa. Đấy, và thậm chí mình đứng ở đây. Đấy, thu lại mọi thứ khá là tốt và âm thanh thu lại vẫn rất ngon. Thử nói tôi đi đi em. Hello mọi người. Tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý nhé, cái góc của cái camera này nhé, tại vì nó là cái dạng fix chứ không phải là cái dạng có thể xoay 360. Thế nên là khi mà chúng ta gắn lên trên nhà, gắn lên trên tường, gắn một góc nào đó thì nó sẽ luôn luôn fix ở vị trí như thế. Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái ngàm ở đây để các bạn có thể tùy biến rất là dễ dàng. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn là một cái camera fix chứ không phải là camera 360, thì các bạn phải lưu ý ở vấn đề này. Rồi, bây giờ đến chế độ quay ban đêm thì sao? Xịn chưa? Chi tiết và màu sắc lên hơi bị rõ luôn. Và camera an ninh thông thường quay ở những điều kiện tối, phải gọi là siêu tối như thế này thì thường sẽ là đen trắng hết. Mà đôi khi những cái chi tiết thì nó không thực sự là rõ nét, và khi mà có những cái chuyển động thì nó cứ bị mờ, tạo ra những cái vệt nhìn khá là khó chịu. Trong khi đó với con C3X này thì sao? Vừa rõ nét mà quay ban đêm thì lại có màu luôn. Nhưng các bạn hãy nhìn cái chất lượng file thu từ con camera này đi. Đó. Ánh sáng này là từ cái màn hình điện thoại nó hắt lên thì không nói làm gì rồi. Đấy, mình sẽ mở full như này để các bạn dễ theo dõi hơn. Đó. Cái quan trọng là màu sắc ghi lại vẫn rất là ok. Nhưng mà màu của cái bàn này, màu bàn này, màu ghế của mình, ghế màu đỏ này. Bây giờ thì đương nhiên mình không nhìn thấy cái gì rồi. Chất lượng ghê chưa? Thế này nhá, ai mà lẻn vào nhà của mình là sẽ bị cái này nó ghi rõ lại hết luôn. Và thậm chí cái hay á là cái camera này còn sử dụng AI để nó nhận diện được cái hình dáng người và xe cộ.
để nó ngay lập tức báo về chiếc smartphone của bạn một cách kịp thời hơn. Ví dụ phát hiện người đột nhập, nó báo luôn về cái điện thoại của bạn đó. Sau đó các bạn có thể sử dụng cái đàm thoại hai chiều để mà cảnh báo cái thằng đang ở trong nhà của bạn, dọa nó cho nó chạy đi, kiểu như vậy. Hoặc đơn giản hơn, nếu như chúng ta phát hiện người nào đó đỗ xe ô tô chẳng hạn vào nhà của các bạn, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái camera này như một người gác cổng, nói rằng đây là nhà riêng, phiền anh đỗ xe ở nơi khác, kiểu dạng như thế. Thậm chí các bạn cũng có thể thu âm sẵn một vài những câu lệnh để khi phát hiện ra xe cộ đến chẳng hạn, thì nó sẽ phát ra những cái tiếng đó thay như một lời cảnh báo. Thực sự đây là một tính năng mình đánh giá rất thú vị trên mẫu camera này. Thằng nào vào nhà tao đấy? Nhanh! Vơ và bẩn! Ngoài ra, những tính năng cơ bản khác của một mẫu camera an ninh thì C3X có đủ hết. Ví dụ như là đàm thoại hai chiều này. Từ bên nhà mình mà check sang xem mấy thằng nhân viên của mình nó làm việc cẩn thận hay là không vớ vẩn, mình có thể nhắc chúng nó từ xa qua cái camera này luôn một cách cực kỳ rõ ràng. Thu âm thì phải nói cực kỳ ấn tượng luôn. Và đôi khi còn đàm thoại hai chiều được cũng khá ổn. Hay với việc C3X dùng chuẩn nén video .H265 thì nó cũng là một cái lợi thế để giúp các bạn có thể giảm dung lượng file xuống, và đương nhiên nó cũng sẽ giúp các bạn tối ưu cái đường truyền một cách tốt hơn. Đây là một cái tính năng mình đánh giá thực sự rất là ngon. Thẻ nhớ thì nó có thể hỗ trợ tối đa lên tới 256GB, và đương nhiên các bạn cũng có thể sử dụng cái cloud của EZVIT này để chúng ta có thể lưu trữ một cách thoải mái, hoặc nếu không thì các bạn có thể ghi những cái file hình ảnh vào một hệ thống đầu ghi hình ở nhà cũng được. Nói chung là có rất nhiều lựa chọn để các bạn có thể lưu trữ được những cái file ghi hình, những cái file camera an ninh của mẫu camera này. Thêm một điểm cộng nữa của EZVIT C3X là nó có phần mềm quản lý cực kỳ thông minh và tiện dụng, sử dụng được cho cả Android và iOS với những tính năng như là xem video trực tiếp này, theo dõi lịch sử video cùng khả năng thu phóng lên tới 8 lần để giúp cho các bạn có thể theo dõi được những chi tiết có thể nói là cụ thể nhất. Và như các bạn thấy đấy, giao diện ứng dụng thì nhìn chung là thân thiện, dễ điều khiển, cùng việc bật tắt các cái tính năng camera như là thu âm, kích hoạt chế độ quay đêm hay là điều chỉnh trạng thái đèn thì nó cực kỳ là dễ dàng luôn. Đó, một thiết bị canh gác mà xịn sò như vậy, áp dụng nhiều công nghệ như vậy thì các bạn thấy sao? Như mình thì mình không thể nào chê được nó cái điểm gì cả, tại vì ngay cả những cái thứ khó khăn nhất như là quay video vào ban đêm có đầy đủ cả màu sắc chi tiết, thậm chí áp dụng được cả AI để mà phát hiện ra là xe cộ này rồi là dáng người các thứ để mà cảnh báo cho nó kịp lúc, thì đúng không có gì để phàn nàn nữa rồi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao về mẫu camera an ninh này, về con EZVIT C3X này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Và nhà các bạn đã lắp camera an ninh chưa? Nếu chưa ấy thì chần chừ gì nữa, lắp luôn mà ngay đi. EZVIT C3X đây. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.